Việt Nam phạt tù hai người tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Philippines về ranh giới ngoài thềm lục địa ở Biển Đông. Sau khi Putin thăm Hà Nội, Mỹ tuyên bố sẽ làm sâu đậm quan hệ Việt-Mỹ. Lễ hội trái cây ở Bình Dương. Putin nói Nga sẽ phát triển kho hạt nhân để duy trì cán cân quyền lực toàn cầu. Hàn Quốc triệu đại sứ Nga về thỏa thuận Nga-Triều. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chiến tranh thương mại với EU. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền đông Trung Quốc, ít nhất 9 người chết. Giao tranh tiếp diễn ác liệt trên khắp Gaza, thương vong tăng. Làn sóng di dân gốc Hoa đổ bộ ở ngoại ô Los Angeles. Một tòa án ở tỉnh Tiền Giang vừa kết án hai người đàn ông với mức án tổng cộng lên đến 24 năm tù vì nhà chức trách xác định hai ông có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hôm 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt ông Nguyễn Đức Thanh 16 năm tù và ông Nhật Kim Bình 8 năm tù cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Báo Ấp Bắc, cơ quan ngôn luận của chính quyền tỉnh Tiền Giang tường thuật. Ông Nguyễn Đức Thanh, 56 tuổi, bị tuyên mức án trên do bị cáo buộc là từ năm 2019 đã tham gia vào tổ chức có tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở ở Mỹ. Ngoài ra, ông còn bị cho là đã tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức này nhằm phát triển lực lượng để chống phá nhà nước, vẫn theo tờ báo địa phương. Cơ quan chức năng cáo buộc rằng ông Thanh sau khi gia nhập tổ chức trên đã dùng trang Facebook cá nhân để đăng tải chia sẻ 13 bài viết được cho là có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng lãnh tụ. Trong khi đó, chính quyền cáo buộc ông Nhật Kim Bình, 47 tuổi, được cho là do ông Thanh tiến cử vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho biết ông Bình đã phát tán tuyên truyền một văn bản có tên là Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng hòa cho nhiều người nhằm chống nhà nước. VOA đã liên lạc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Mỹ và đề nghị họ cho ý kiến về bản án đối với hai ông Thanh và Bình, nhưng chưa được phản hồi. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân, một cựu quân nhân của chính quyền Việt Nam Cộng hòa sống lưu vong tại Mỹ, thành lập vào năm 1990. Chính phủ Mỹ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng nó lại bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào tháng 1 năm 2018. Việt Nam hôm 20 tháng 6 nói sẵn sàng đàm phán với Philippines để tìm kiếm các biện pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước, sau khi Manila cuối tuần trước đệ đơn xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của họ ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều 20 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam. Philippines cuối tuần qua đã đệ đơn yêu sách chủ quyền lên Liên Hiệp Quốc về thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, nơi có trị giá thương mại 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm và được cho là có nhiều trữ lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng như trữ lượng cá. Chính phủ Philippines nói họ đã yêu cầu Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận quyền của nước này đối với đáy biển lục địa, kéo dài từ bờ biển phía Tây ra tới Biển Đông, bao gồm các đảo, đá và rạn san hô của quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp gay gắt. Nếu được chấp thuận, việc này sẽ mang lại cho Manila độc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển tại đây. Tuy nhiên, thềm lục địa dưới biển mà Philippines tuyên bố có thể chồng chéo với các thềm lục địa mà các quốc gia ven biển khác như Việt Nam cũng tuyên bố. Các quan chức Philippines bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề này. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng hôm 20 tháng 6 nói, phía Việt Nam bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế và sẵn sàng trao đổi với Philippines để tìm kiếm và đi đến giải pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Theo lời bà Hằng, các quốc gia ven biển có quyền xác định ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng của mình, nhưng cần tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các quốc gia ven biển liên quan khác, có bờ biển đối diện hoặc tiếp liền. Đáp lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hoa Kỳ hôm 20 tháng 6 nói, Washington sẽ tiếp tục tập trung làm sâu đậm thêm mối quan hệ với Hà Nội, đối tác mà họ muốn có quan hệ vững mạnh để làm đối trọng trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Cùng lúc ông Putin thăm Việt Nam, Washington thông báo rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách Đông Á, ông Daniel Crittenbrink, sẽ tới thăm Việt Nam vào ngày 21 và 22 tháng 6 để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hợp tác với Hà Nội
để bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyến đi của ông Putin tới Triều Tiên và Việt Nam bị xem là một hành động thách thức phương Tây, và Washington chỉ trích gay gắt việc Việt Nam đón tiếp ông Putin, cho rằng không nên có nước nào trao cho nhà lãnh đạo Nga diễn đàn để biện hộ về cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn về an ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby, khi được hỏi liệu Mỹ có tin rằng ông Putin tìm cách vận động Việt Nam ủng hộ cho cuộc chiến ở Ukraine hay không, ông nói rằng Washington mong Hà Nội sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc về tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Ông Kirby nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc tiếp tục làm sâu đậm thêm, mở rộng và cải thiện mối quan hệ này vì lợi ích chung của mỗi bên và khu vực. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Hiện Hà Nội đang chờ đợi một quyết định quan trọng của Mỹ vào ngày 26 tháng 7 về việc có đưa Việt Nam lên đạt quy chế kinh tế thị trường hay không. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 20 tháng 6 không trả lời khi được phóng viên hỏi liệu mối quan hệ chặt chẽ hơn của Hà Nội với Moscow có ảnh hưởng đến quyết định sắp tới của Bộ Thương mại Mỹ hay không. Bà nói rằng Washington coi Việt Nam là đối tác trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việc nâng cấp quan hệ đối tác không yêu cầu Việt Nam cắt đứt quan hệ với Nga hay Trung Quốc, và Hà Nội có chính sách hợp tác với nhiều nước. Lễ hội mùa trái chính năm 2024 với chủ đề Lái thiêu mùa hẹn đang diễn ra tại khu vực cầu ngang thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lễ hội nhằm quảng bá các đặc sản quê nhà, đặc biệt là vườn cây ăn trái lái thiêu. Mình đăng ký qua trung tâm tổ chức thôi, chỉ có đơn vị 3 triệu một đơn vị thôi. Dạ. Là mặt bằng tiền dọn dẹp vệ sinh rồi điện nước rồi đó chị ơi. Mưa thì mưa nhiều nhưng mà bà con đi ủng hộ nhiều lắm. Vừa tiền mặt vừa QR nhưng mà thật sự là QR ít hơn. Bà con vẫn sử dụng tiền mặt nhiều hơn. Trong chia sẻ được ghi nhận từ một chủ nhà vườn tham gia lễ hội thì năm nay thời tiết không mấy thuận lợi. Tại thời tiết năm nay nắng rồi mưa trễ thành ra là không có trái nhiều. Kinh tế hôm nay thu nhập ít á, vườn thất thu nữa thành ra không có trái nhiều, mà nói chung người lao động của mình không có tiền, mà nói chung là không được ngon nữa, không cao hơn khoảng chừng 5.000 thôi chứ không nhiều. Lạc quan hơn trong góc nhìn là một khách tiêu dùng, theo quan sát của ông Trần Anh Thảo thì cho rằng du khách đến với lễ hội này cảm nhận cây trái miệt vườn lái thiêu chất lượng ngon, giá cả lại có tính cạnh tranh so với trái cây bán tại chợ. Măng cụt ở đây là thấy măng cụt đây trái là đẹp mà nó ngon, không thấy trái ăn ngon không có bị mủ gì hết á. Mình có mua ăn thử 50.000 ký, thấy là những mặt hàng cây trái cây đồ á là bán là ngon, ai cũng khen mua trái là người ta khen ăn trái ngon như sầu riêng, rồi thấy là mọi người khen ngon hơn là đi mua lẻ ở ngoài. Với người khách tìm đến đây để mua trái cây như bà Nguyễn Thị Hoa thì đúng là giá vừa rẻ, hàng lại ngon. Ăn uống ngon á, hắn khéo bộ được, ngon. Bữa hôm qua mà kêu mua chợ giang dở quá mà mắc tới 100.000 á, 100.000 một ký mà còn vỏ, còn này người ta có 80 thôi. Thấy cũng trái cây nhiều nhưng mà người mua thấy cũng không có đông mấy. Thấy cũng đông, thấy đồ hàng nhiều quá trời mà ít người mua đó. Theo ban tổ chức thì kỳ vọng qua lễ hội này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong hoạch định hướng đến mục đích khôi phục thương hiệu vườn cây ăn trái lái thiêu với bề dày truyền thống gắn với lịch sử của tỉnh Bình Dương. Tổng thống Vladimir Putin ngày 21 tháng 6 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới để răn đe và sẽ cung cấp cho quân đội của họ đang chiến đấu ở Ukraine những loại vũ khí và máy bay không người lái mới nhất. Ông Putin phát biểu tại Điện Kremlin trong một buổi lễ có sự tham dự của các sinh viên tốt nghiệp các học viện quân sự, cảnh sát và tình báo. Ông nói, chúng ta có thể phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự bảo đảm cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Bộ ba hạt nhân của Nga ám chỉ đến phi đạn hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Cùng ngày 21 tháng 6, Điện Kremlin nói Nga thấy cấp thiết cần có các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán này phải toàn diện và bao gồm chủ đề về Ukraine.
khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng đàm phán với Washington về rủi ro hạt nhân hay không. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không thể tách rời bất kỳ phân đoạn riêng lẻ nào khỏi tổng thể các vấn đề tổng hợp và chúng tôi sẽ không làm điều này. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng hướng tới một cuộc đối thoại toàn diện, rộng rãi, bao gồm tất cả các khía cạnh, bao gồm cả khía cạnh hiện tại, liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine, liên quan đến sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột này. Hoa Kỳ bác bỏ lập luận của Nga rằng khi trang bị vũ khí cho Ukraine, Mỹ đã trở thành nhân tố chính trực tiếp cho cuộc chiến nhằm gây ra một thất bại chiến lược nặng nề cho Moscow. Hoa Kỳ nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc chiến đều là vấn đề của Ukraine. Lập trường của Nga, như ông Peskov vạch ra, không phải là mới. Tuy nhiên, ông nói với các phóng viên rằng danh sách các chủ đề mà Nga và Mỹ cần thảo luận ngày càng dài ra. Ông nói, nhìn chung, cuộc đối thoại này là rất cần thiết. Điều này là cần thiết vì các vấn đề đang chồng chất và có rất nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh toàn cầu. Theo quan điểm của Washington, chính ông Putin trong năm thứ ba của cuộc chiến Ukraine đang bổ sung thêm vào danh sách những lo ngại về an ninh. Tuần này, ông Putin đã đến thăm Triều Tiên, ký thỏa thuận phòng thủ chung với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và loan báo có thể cung cấp vũ khí của Nga cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine. Ông Putin cũng nhắc lại hôm 20 tháng 6 rằng ông đang xem xét lại chủ thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai sẽ hết hạn vào năm 2026. Hàn Quốc hôm 21 tháng 6 triệu tập đại sứ Nga để phản đối hiệp ước quốc phòng mà Nga vừa ký kết với Triều Tiên giữa lúc căng thẳng biên giới tiếp tục gia tăng với những mối đe dọa mơ hồ và những cuộc xâm phạm biên giới ngắn ngủi, dường như vô tình của quân đội Triều Tiên. Đầu ngày 21 tháng 6, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra lời đe dọa trả đũa mơ hồ sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Và quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã bắn cảnh cáo vào ngày hôm trước để đẩy lùi những người lính Triều Tiên vượt qua biên giới đất liền lần thứ ba trong tháng này. Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga hai ngày sau khi Moscow và Bình Nhưỡng đạt được hiệp ước cam kết hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau nếu một trong hai bị tấn công. Và một ngày sau khi Seoul phản ứng bằng cách nói rằng họ sẽ tính chuyện cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã triệu tập đại sứ Nga Georgy Zinoviev để phản đối thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, đồng thời kêu gọi Moscow dừng ngay lập tức hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Kim Hong-kyun nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hợp tác nào trực tiếp hoặc gián tiếp giúp Triều Tiên xây dựng năng lực quân sự đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa an ninh cho Hàn Quốc, đồng thời cảnh cáo về những hậu quả đối với mối quan hệ của Seoul với Moscow. Đại sứ Nga Zinoviev nói với các quan chức Hàn Quốc rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa hoặc tống tiền Nga đều không thể chấp nhận được và thỏa thuận giữa nước ông với Triều Tiên không nhắm vào các nước thứ ba cụ thể. Và đại sứ Nga cho biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay đại sứ Zinoviev hứa sẽ truyền đạt mối quan ngại của Seoul tới cấp trên của ông ở Moscow. Bắc Kinh ngày 21 tháng 6 cảnh báo có thể nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Liên hiệp châu Âu. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang về mức thuế quan mới của EU đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck có mặt tại Bắc Kinh 21 tháng 6 với đề nghị mức thuế quan cao trong chương trình nghị sự. Ông nói chiến lược của nước ông đối với Trung Quốc cần được cập nhật để bao gồm một kế hoạch dài hạn hơn và có tính đến cách tiếp cận của châu Âu. Chuyến đi 3 ngày của Habeck là chuyến đi đầu tiên của một quan chức cấp cao châu Âu kể từ khi EU đề nghị mức thuế quan vừa kể. Động thái này đã dẫn đến các biện pháp đáp trả của Trung Quốc và sự chỉ trích gay gắt từ Bắc Kinh. Trong tuần này, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền tăng thuế đối với ô tô chạy bằng xăng nhập khẩu từ châu Âu. Chính phủ Trung Quốc cũng tiến hành điều tra bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU. Chuyến thăm của ông Habeck được coi là cơ hội để Đức giải thích về thông báo áp thuế gần đây. Đây cũng là cơ hội để xoa dịu nguy cơ trả đũa từ Trung Quốc vốn có thể gây hại cho doanh nghiệp Đức. Tiếng nói của Đức có sức nặng đặc biệt và các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của nước này đã phản đối thuế quan của EU. Berlin đã kêu gọi đối thoại đồng thời mong đợi Trung Quốc sẽ thỏa hiệp. Các nhà sản xuất ô tô của Đức dễ bị tổn thương nhất trước bất kỳ động thái trả đũa nào từ Trung Quốc vì 1/3 doanh số bán hàng của họ đến từ đó vào năm ngoái. Truyền thông nhà nước Trung Quốc miêu tả chuyến thăm của Habeck là cơ hội để giảm bớt căng thẳng.
Tờ Global Times do nhà nước kiểm soát nói Đức nên tìm kiếm sự đồng thuận. Trung Quốc kiên quyết phản đối. Cùng ngày 21 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối các chế tài đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế. Phản đối được đưa ra sau khi Nhật Bản áp đặt các hạn chế thương mại đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc như một phần trong vòng chế tài mới chống lại các cá nhân và tổ chức bị xem là hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Các chế tài mới cũng nhắm vào các công ty ở Ấn Độ, Kazakhstan và Uzbekistan. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp chế tài của Nhật phù hợp với các biện pháp trước đây do các quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ áp đặt, cấm các công ty Nhật Bản xuất khẩu sang các công ty bị chế tài. Nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền đông Trung Quốc, nhấn chìm các làng mạc và nhà cửa, buộc hàng nghìn cư dân phải di tản. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin ngày 21 tháng 6. Đoạn phim được CCTV phát hình hôm 21 tháng 6 cho thấy dòng nước lũ mạnh tràn vào các ngôi làng và cánh đồng trồng trọt, trong khi nhân viên cứu hộ di tản người dân mắc kẹt bằng thuyền và máy xúc. CCTV đưa tin tới đến ngày 21 tháng 6, ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông và 6 người khác đã mất tích ở đó, trong bối cảnh lũ lụt tồi tệ nhất được ghi nhận trên sông Songyuan và Shikou. Theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 21 tháng 6 đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão, vì nhiều khu vực trên cả nước dự kiến sẽ có thêm lượng mưa lớn. Người Palestine ngày 21 tháng 6 tập trung tại Bệnh viện Baptist ở thành phố Gaza để cầu nguyện cho các thi thể, trong lúc lực lượng Israel tăng cường bắn phá khắp Gaza trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Các quan chức Bộ Y tế Palestine cho biết một số thi thể bao gồm cả trẻ em đã được đưa đến bệnh viện, bên cạnh thi thể của các nhân viên thành phố đã thiệt mạng. Các lực lượng Israel đã tấn công Rafah và các khu vực khác trên khắp dải Gaza, đồng thời giao tranh cận chiến với các chiến binh Palestine do nhóm Hồi giáo Hamas chỉ huy, người dân và quân đội Israel cho biết. Các quan chức y tế Palestine nói ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự riêng rẽ của Israel hôm 21 tháng 6. Quân đội Israel cùng ngày cho hay lực lượng của họ đang tiến hành các hoạt động chính xác dựa trên thông tin tình báo ở khu vực Rafah, nơi quân đội đã xác định được các đường hầm mà các phần tử hiếu chiến Hamas sử dụng. Israel cũng báo cáo về các hành động quân sự ở những nơi khác tại Gaza. Lực lượng Israel tiếp tục tấn công một số vùng ngoại ô của thành phố Gaza ở phía Bắc, nơi họ giao tranh với các phần tử hiếu chiến do Hamas lãnh đạo. Người dân cho biết lực lượng Israel đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở trung tâm thành phố Gaza hôm 20 tháng 6. Cuối ngày 21 tháng 6, một cuộc không kích của Israel vào một cơ sở của thành phố Gaza đã giết chết 5 người, trong đó có 4 nhân viên của thành phố. Cơ quan khẩn cấp dân sự của Gaza cho biết. Cơ quan này nói thêm rằng các đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm nạn nhân mất tích trong đống đổ nát. Các tổ chức quan tâm đến môi trường và biến đổi khí hậu ở quận Cam thuộc miền Nam California đang cố gắng tạo cơ hội để cư dân trong vùng có thêm kiến thức về biến đổi khí hậu và học hỏi cách thích ứng với các thiên tai đang xảy ra thông qua lễ hội môi trường hôm thứ Bảy 15 tháng 6 2024. Từ tạo ra lối thoát cho động vật hoang dã phòng khi hỏa hoạn. Từ núi Santa Ana ở hướng Bắc, động vật hoang dã có thể đi lối này hay còn gọi là hành lang để di chuyển an toàn dưới những cơ sở hạ tầng, dưới cao tốc số 5 để tới khu hoang dã Laguna Coast an toàn ở đây, miền nam quận Cam. Và tương tự cho động vật từ phía nam, với kết nối này có thể di chuyển về phía Bắc trong trường hợp có hỏa hoạn tự nhiên. Với hành lang được thiết kế hợp lý này, động vật hoang dã có thể qua lại mà con người lại không phải tương tác với chúng nữa. Cho đến dạy dỗ con cái cách sống xanh, sạch và cách xử lý phế thải. Tôi dạy cho con trẻ cách người ta tái chế rác và những sự kiện về môi trường. Tụi nó dường như rất hứng thú. Đây là chiếc xe tải, đương nhiên là chở rác. Tụi nó rất muốn chơi với chiếc xe này. Giới thiệu các phương tiện giao thông chạy bằng điện, như xe đạp điện hay xe hơi điện. Our EV vehicle, we don't, like, use on gas.
Xe điện của chúng tôi không sử dụng xăng, thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng chia sẻ kiến thức và giáo dục mọi người về sản phẩm của chúng tôi nữa. Hay đơn giản là tạo cơ hội cho con trẻ làm quen với đất cát và học cách tồn tại trong các thiên tai. Coolosi giáo dục cộng đồng về thách thức của biến đổi khí hậu. Chúng tôi cung cấp những tài nguyên làm cách nào để sống bền vững hơn và cách cổ suý bảo vệ môi trường. Dù đó là lựa chọn trong cách sống, muốn cổ suý bảo vệ môi trường hay tìm những ưu đãi của liên bang về cuộc sống xanh sạch, chúng tôi cung cấp những dữ liệu tài nguyên đó. Đặc biệt nhất là lời khuyên tiêu thụ và nấu nướng thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Đó là điều đơn giản mà mọi người có thể làm. Tất cả chúng ta hãy ăn thực phẩm thực vật nhiều hơn, làm cho chúng ta khỏe mạnh và tốt hơn cho môi trường. Chúng tôi có cuộc thi nấu ăn chay. Họ đem những món chay làm từ thực vật tới để thi. Vì vậy, những người tham dự được nếm thử nhiều món khác nhau. Đó là một trong những sự kiện rất vui và được ưa chuộng tại đây. Khu Irvine là một tổ chức bất vụ lợi thành lập năm 2022, chuyên cung cấp tài nguyên, kết nối các tổ chức, công ty và cơ quan chính phủ để giáo dục cộng đồng về môi trường và biến đổi khí hậu. Đây là năm thứ ba họ tổ chức lễ hội môi trường để cư dân trong vùng học hỏi về môi trường và biến đổi khí hậu. Có hơn 30 công ty và tổ chức tham gia sự kiện năm nay. Tổng thống Joe Biden mới đây đã nói với các nhà hoạt động kêu gọi kiểm soát súng ở Washington rằng ông cần sự giúp đỡ của họ để củng cố luật kiểm soát súng. Chúng tôi cần các bạn giúp vượt qua sự phản đối không ngừng của nhóm vận động hành lang về súng, các nhà sản xuất súng và rất nhiều chính trị gia khi họ phản đối luật kiểm soát súng hợp lý. Ông Biden đã kêu gọi ban hành lệnh cấm liên bang đối với vũ khí tấn công và chỉ trích Đảng Cộng hòa đối lập vì đã tìm cách đóng cửa Cục Quản lý Rượu Bia, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ ATF, cơ quan chịu trách nhiệm phòng chống tội phạm súng. Bà không thể ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật và nói rằng bà ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật đồng thời ủng hộ việc bãi bỏ cơ quan ATF. Bà không thể làm như vậy, thật vô lý. Gần 1/3 người Mỹ nói rằng họ có súng, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Ông Donald Trump nói với nhóm vận động hành lang súng đạn lớn nhất nước Mỹ vào tháng 5 rằng ông Biden muốn tước đi những khẩu súng đó. Nếu chế độ Biden có thêm 4 năm nữa, họ sẽ đến lấy súng của bạn, chắc chắn 100%. Ông Trump nói rằng quyền sở hữu súng trong tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ sẽ được đảm bảo nếu ông đắc cử, nhưng bị đe dọa nếu ông Biden thắng. Nếu họ thắng, đất nước của chúng ta sẽ bị phá hủy theo nhiều cách, nhưng tu chính án thứ 2 sẽ có nguy cơ. Nhưng với tôi, họ sẽ không bao giờ đi đâu cả. Ông Trump nói với Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA rằng những người sở hữu súng sẽ giúp ông chiến thắng vào tháng 11. Đây là những người yêu nước vĩ đại tuyệt vời và chúng ta sẽ làm những điều mà không ai tin nổi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng cho cuộc bầu cử này ở mức độ mà chưa ai từng thấy trước đây. Thành tích của ông Trump về kiểm soát súng khi còn là Tổng thống là lý do để không bầu lại ông ấy, theo ông Biden. Người tiền nhiệm của tôi đã nói với hội nghị NRA rằng ông ấy tự hào, xin trích. Tôi đã không làm gì về súng khi tôi còn là Tổng thống, hết trích. Và bằng cách không làm gì cả, ông ấy đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Ông Biden đã nói về súng hôm 11 tháng 6, vào cùng ngày con trai ông là Hunter, bị kết án với các tội danh bao gồm mua súng bất hợp pháp. Ông Joe Biden đã không nói với các bản án liên quan đến súng của con trai mình, nhưng đã đưa ra một tuyên bố bằng văn bản nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của vụ án này và tiếp tục tôn trọng quy trình tư pháp. Hunter Biden là người con của một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên bị kết tội và dự kiến sẽ phải ra hầu tòa với các tội danh gian lận thuế liên bang riêng biệt vào tháng 9. Mặc dù vẫn còn rất đông người Mỹ gốc Hoa sinh sống, làm việc và đón mừng những ngày lễ lớn tại khu vực phố tàu lịch sử, tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles. Khu vực đông người Hoa ở Los Angeles nhất lại là vùng ngoại ô phía đông, thung lũng San Gabriel. Jenny Kerr, năm nay 13 tuổi, đang chơi đùa cùng với em trai của mình tại nơi vốn thu hút rất nhiều di dân tới từ Trung Quốc đại lục. Jenny, anh trai và cha cô đã đi qua ngã Trung Mỹ và VOA đã gặp họ tại một trung tâm di cư ở Panama vào tháng 2 năm nay. Cha của họ, ông Khừa, yêu cầu không nêu danh tính đầy đủ vì sợ chính quyền Trung Quốc sẽ quấy rối gia đình ông ở Trung Quốc. Thuyền của chúng tôi bị lật nên chúng tôi không thể đi bằng thuyền. Vì vậy, thay vì đi bộ 2 ngày rưỡi, chúng tôi phải đi bộ 4 ngày rưỡi trong rừng nhiệt đới. Giữa rừng sâu, gia đình ông mất dấu đoàn di dân.
Tôi không thấy ai ở phía trước cũng như sau lưng mình. Đó là thời điểm thử thách ý chí của chúng tôi. Họ vẫn kiên định, và khi cả gia đình tới đường Mỹ, Jenny nhớ mẹ, người sẽ đoàn tụ cùng cả nhà sau này và cả con chó của mình ở Trung Quốc. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc khi ở Mỹ. Trong tưởng tượng của cháu, nước Mỹ là một nơi không mấy an toàn. Nhưng khi tới được đây, cháu cảm thấy khá yên bình. Người ta đặc biệt ân cần với trẻ em. Một người tị nạn khác đến từ Trung Quốc, Lee Delong, đi giao đồ ăn bằng một chiếc ô tô thuê. 2 năm trước, anh phải đối mặt với nhiều khó khăn và cả lũ cướp ở Trung Mỹ. Lee giờ đây sống và làm việc tại một khu vực mà anh không cần biết quá nhiều tiếng Anh để có thể tồn tại. Tôi hiểu rằng Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư. Các dân tộc khác nhau đều sống trong cộng đồng của họ. Đối với một người mới nhập cư không thực sự hiểu tiếng Anh như tôi chủ yếu sống ở khu vực người Hoa. Lee làm quen với sự cô đơn, nhưng khẳng định cuộc sống ở đây tốt hơn ở Trung Quốc. Trong môi trường như vậy, thật khó để tồn tại. Chúng tôi không lạc quan về tương lai của Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, nền kinh tế Trung Quốc lao dốc không phanh. Các quan chức Mỹ cho biết, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, 27.700 người di cư Trung Quốc đã cố gắng nhập cảnh mà không có thị thực qua biên giới phía Nam, cùng với hàng trăm ngàn người di cư từ các quốc gia khác. Làn sóng người nhập cư Trung Quốc đến Los Angeles trong những năm qua đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhóm từ thiện, bao gồm những người Trung Quốc đã đến trước họ. Mới đây, sự giúp đỡ đến từ bên ngoài cộng đồng của họ, bao gồm cả các bài học tiếng Anh từ nhà thờ địa phương này và cả những đồ dùng trong nhà được quyên góp bởi một tổ chức từ thiện. Phần lớn, sự trợ giúp là không chính thức, đến từ những người bạn mới ở nơi làm việc hoặc ở những nơi đông người như trung tâm mua sắm và đền chùa. Trong lúc, họ cố gắng thích nghi với một thế giới vừa quen thuộc, vừa khác biệt. Chủ nhân có thể phát hiện mèo cưng của mình đang đau ốm bằng ứng dụng điện thoại di động gọi là Kasmi của Nhật Bản, một ứng dụng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Cô Mayumi Kitakata thường lo lắng về sức khỏe của con mèo cưng tên Chi 14 tuổi của cô. Vì vậy, để giúp Chi sống lâu hơn, cô đã chuyển sang ứng dụng AI. Vào tháng 3, cô ấy đã bắt đầu sử dụng Kasmi. Kitakata cho biết ứng dụng này giúp giảm bớt việc phỏng đoán khi nào cần đến gặp bác sĩ thú y. Những dấu màu vàng này là khi ứng dụng cho biết con mèo có biểu hiện đau ốm. Nếu tình trạng này tiếp diễn một thời gian, trong trường hợp của tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ thú y qua điện thoại. Nếu nó cứ hiển thị kết quả như thế này trong vài ngày, tôi sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ứng dụng này được phát triển bởi công ty khởi nghiệp công nghệ Kelogy và các nhà nghiên cứu tại Đại học Nihon. Những người đã đào tạo mô hình AI này dựa trên 6.000 bức ảnh của mèo. Chúng tôi đánh giá nét mặt thể hiện sự đau đớn của mèo. AI có thể xác định mức độ biểu cảm khuôn mặt hiện tại của con mèo trùng khớp với những khuôn mặt đã được phân loại. Chúng tôi đã có báo cáo về những con mèo bị đau ốm, nên chúng tôi có thể đưa ra phản hồi đó cho phần mềm. Kết quả ứng dụng có độ chính xác hơn 95%. Các nhà phát triển mong đợi mức độ chính xác đó sẽ được cải thiện khi mô hình AI tiếp tục được huấn luyện, nhận dạng trên nhiều khuôn mặt mèo hơn. Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, Kasmi đã được hơn 230.000 khách hàng sử dụng. Trong khi thú cưng là một phần không thể thiếu trong nhiều gia đình trên khắp thế giới, thì những người bạn đồng hành này lại có vai trò to lớn ở Nhật Bản do dân số già đi và tỷ lệ sinh giảm mạnh. Hiệp hội thực phẩm cho thú cưng Nhật Bản ước tính có gần 16 triệu chó mèo cưng tại Nhật trong năm 2023, nghĩa là nhiều hơn số trẻ em dưới 15 tuổi tại Nhật.